Rồi, thì thêm một con số 15 nữa nha. Một cặp 15. 15 đây. Thì cặp 15. Trời, nó lên núi. Không gà không chăm sóc vậy chứ. Lu bu quá không chăm sóc. Nè, cặp 15. Thì đây cũng nở hai con nha nè. Đâu rồi? Sao thấy cái đầu nó tiêu rồi, đầu nằm trong rồi. Hai con nghe nè. Đó, hai con này. Hai con này chắc cũng có từng rồi, nó cũng xuống nghe nè. Đó, ha, hai con. Sao con trống lên đây nằm vậy ta? Cái này con trống là nuôi. Con trống ấp vừa nuôi cúp con. Thì con này á, thì cặp này thì bố mẹ là dòng dòng chiêu gù luôn. Ừ. Thì cái này thì để coi được bao nhiêu ngày ta, chắc thì cũng phải từng từng mấy nữa là nó xuống ổn đó, chắc là đó đó đến cái đó này anh em chưa gù thì từng mấy xuống ổn thì nó có thể là từng từng mấy là nó xuống ổn thì mình sẽ nó xuống ổn này đó là mình cho nó ăn này đó, mình tập ăn, mình thả thả đất thả đây nè, này nè thả cho nó ăn. Còn có những con nó nhiều khi nó vừa xuống ổ, con ấy đẻ thì con chim nó đẻ thì bắt buộc mình phải bắt ra mình tập cho nó ăn ngoài riêng anh em. Còn ví dụ như không mấy xuống ổ thì mình cứ thả ở đây cho nó ăn, tập bố mẹ nó ăn theo, ăn mạnh thì bắt đầu mình chuyển chim cho anh em thôi, rồi anh em chuyển tiền cho mình. Cặp này 4 triệu luôn nha, cặp này 4 triệu đó, cặp này thì 4 triệu nha, thì anh em cứ alo cho mình nha. Đó đó, cặp số 15 đó. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì kết thúc clip ở đây, mình vô đóng hàng đây, nói chung là cũng chim nè đang ấp ấp đẻ hết trơn, chim chim mình đẻ cũng rất là nhiều. Thì bây giờ hiện tại nó còn một có một số chim 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 đẻ đó, thì anh em có nhu cầu thì alo nha. Đó. Chúng mình cũng hổm gài lu bu quá trời, không có thời gian để chăm sóc kỹ nữa, thành ra nó cũng chim đẻ nó đạt cũng không như ý muốn nha, đẻ nhiều lắm. Thì cách thức giao dịch thì anh em đã hiểu rồi, nói chung anh em xem clip thì anh em đã hiểu rồi, mình đăng rất là nhiều clip mua chim ở đâu cũng vậy chứ anh em ơi, cứ giao dịch thì tiền phải chuyển khoản, còn chim thì gửi ấy thôi. Còn gì mà anh em sợ quá thì thôi khỏi mua, giao dịch chi mất công ha. Đó, thì cái này nó cũng nở, nó đẻ nè, trứng nè, ấp con số 3 số 4 hình như nó cũng hết rồi, đẻ tùm lum ấp đẻ. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi anh em xem clip thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ, rồi chim thì cứ alo trực tiếp cho mình nha, mình sẽ để số điện thoại dưới clip này để anh em alo. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.